Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đây các bác mẫu xe đạp địa hình leo núi Midside Way 27.5. Thì xe này thì được sử dụng một cái bộ khung là khung nhôm vành bánh 27.5 inch và bộ chuyển động của xe thì được sử dụng bộ Shimano DUG XT, dòng này là dòng 11 lít các bác nhé. Đây là dòng M8000 11 lít và chỉ có một đĩa đạp cho 11 tốc độ khác nhau, rất là phù hợp để cho các bác đi leo núi với cái vành inch lip rất là to này. Vành này nó khoảng độ 8-9 inch các bác nhé, rất là lớn. Các bác leo dốc thì phải gọi là cực kỳ tốt luôn. Đấy, dòng Shimano DUG XT nó là một cái dòng phụ tùng gần như là cao cấp nhất của dòng Shimano rồi. Về độ không thông dụng thì nó là cao cấp nhất các bác nhé. Còn sau nữa thì nó có những cái khủng hơn nhưng mà nó ít thông dụng. Thì dòng cao cấp nhất mà là thông dụng nhất thì nó là dòng DGXT này rồi. 11 lip các bác nhé. 11 lip đạp và 11 lip sau và một đĩa đạp. Đùi đạp thì là đùi trục rỗng. Đây. Bộ chuyển động phải nói là rất là ngon. Khung của xe là khung nhôm các bác nhé. Nó là nhôm nhôm 7005. Siêu nhẹ đấy các bác, nhôm siêu nhẹ 7005. Đến từ thương hiệu Midside. Model là Way 27.5. Đấy, toàn bộ dây thì đã chạy âm sườn. Đấy, lớp sơn nguyên bản và cực kỳ là mới. Các bác có thể nhìn trên hình về độ mới của xe. Đấy, rất là mới, tông màu đỏ đen. Cực kỳ thể thao. Hầu như là rất ít vết xước các bác nhé. Có thì cũng chỉ có vài vết li ti lăm răm thôi. Thế còn khung sườn này, các bác có thể nhìn rất là đẹp. Cổ phốt thì ghi đông nguyên zin theo xe này. Và trên tay ghi đông cũng được trang bị là bộ bấm xả XT, DUG XT. Đấy. Đấy, vì sao nó lại đáp cho nó cao cấp thì các bác phải trải nghiệm những cái thứ này. Cực kỳ là mượt. Bấm như không bấm luôn. Nó có cái cảm giác bấm nhả rất là tốt. Đấy. Trang bị thêm cụm phanh dầu các bác nhé, phanh dầu của Shimano. Em quay rồi nay nó chập tối thì nó hơi bị nhiễu một tí, bắt led nó không được nhanh. Nó có một cái tay bấm này là khóa giảm sóc hành trình trên tay lái luôn các bác nhé. Đấy, khóa cái giảm sóc này lại và giảm sóc này là giảm sóc hơi. Giảm sóc này thì nguyên zin theo xe rồi. Đây, và nó có một cái lỗ bơm hơi các bác nhé. Đây này. Đúng rất là mượt. Vành bánh của xe là 27.5 inch, sử dụng quả lốp Maxxis bản lốp 1.95. Vành này là vành cũng là nguyên zin luôn. Đây, vành nguyên zin, vành này là cũng nguyên theo hãng các bác nhé. Và cũng được sử dụng là nhôm 7005. Siêu nhẹ luôn. Trên khung này nó có cái lỗ chờ này, các bác có thể sau này nâng cấp cái loại dầu tầng đĩa. Đây. Sau này có cối lổ rồi các bác nhé, đi vòng cối lổ. Và mayo này cũng là nguyên zin của hãng luôn, đây, Midside đây. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe. Test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy. Thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video.
Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm. Từ khóa yên tới tâm của phốt là 54 cm, 54 cm. Thì xe sẽ gặp góc đi từ khoảng 1m6263 đến 7273 thì phù hợp. Rất là nhạy rồi, bộ DGXT. Đây là còn Dyla Ship này, tức là nó có một cái khóa. Nó có cái khóa tầng thôi nhá. Đây này. Khóa để không bị nhảy số khi các bác đi vào chỗ sóc. Xe đang có giá bán bên em là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.